rồi được rồi. Rồi. Ừ làm nhớ làm ra ra mình tính. Lên chậm lên ok. Vừa vừa lái sao còn nữa. Lái sao luôn là. Lái sao chậm lên, lái sao chậm lên tiếp. Xe đâu dữ vậy? Xe đâu dữ vậy? Vòng qua bên. Rất đẹp nha. Đó. Như là chứ còn lái à. Bánh này bánh nghĩa bánh tình tấm lòng son sắt anh dành cho em. Xin mời chú rể Thanh Tiền sử dụng sức mạnh tình yêu của mình để bật nắp chai rượu sâm banh. Và cô dâu chung hai tay với chú rể rót những giọt mật yêu thương của mình vào tháp ly tình yêu hạnh phúc. Rượu hồng anh rót em nâng, cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai. Mình xin kính chào cả nhà nha, chào cả nhà trái tay cơ mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nhà một đám cưới độc lạ ở quê mình nha. Đó, đây là 10 chiếc xe gùa nha. Rồi chuẩn bị để mâm bàn lên rồi mình đẩy xuống dưới nhà đàn gái nha. Rồi xong rồi mình sẽ chở cái người rước dâu á, đưa dâu á nha. Rồi lên xe này nha. Đây là 10 chiếc xe. Độc lạ chưa, độc lạ chưa. Là dàn cách sang ra vậy. Nè, người lớn mình bước ra đây để vậy. Nhìn ra đây. Dàn cách đẹp trai nha. Cổ nữa ảo rồi. Rồi đẩy tới đẳng rồi. Rồi mọi người. Cái xe của ai thì người đó đứng gần ngay chỗ đó đi nha. Coi coi xe có người đâu nha. Coi số xe, phải xe mình đúng nha. Đứng gần gần nha chứ. Ba hỏi người nữa. Nè, ba hỏi người nữa. Nè, đứng gần nha trước cái. Đứng gần nha trước cái. Nè, đứng gần nha trước cái. Mình chụp mô hình cái điểm đi. Ở sau đây là số đồng bộ của... Của ai, của ai? Cái này nè. Tám ngang ngang nhà mình luôn cả nhà. Ừ, thẳng quay chia sẻ nhà luôn nha. Chúc cả nhà có buổi sáng như vậy hạnh phúc nha. Cha mẹ chú ý máy nè. Đây đây nhìn máy con nè. Rồi chiều báo con nè. Cái gì vậy? Có thấy cùng bỏ tay đó. Chiều rồi chú gãy luôn rồi. Chú gãy luôn rồi. Chú gãy được rồi. Gãy thôi. Bộ luôn. Rồi ok. Rồi kết thành anh em ơi. Có năm sĩ chiều chiều đó luôn. Kẹt. Gắn đứng thêm tiếng nữa đi. Để từ từ á, nó mới đẹp. Để chọn, từ từ chọn xe nha. Em để được không? Xe người đó đứng gần vô xe đây, giữ xe lớp xe. Coi xe có cứng bánh gì nha. Bảy số xe mình đủ chưa?
Rồi bằng lái có chưa? Có bằng lái chưa? Đây, con dây đi, cái con dây dưới đấy cục. Vậy được rồi, không có được. Không có được đâu nè, này nó dung dứt. Rồi, vô xe. Rồi, sức mến đi. Rồi được rồi. Rồi. Ừ, làm nhớ thằng kia kia tính. Rồi mình hát, mình là thang ở xe này thang. Cũng vui vui. Sáng vui kìa. Rồi, dặn rồi, rồi đúng rồi, đúng rồi, chậm lên, ok. Vừa rồi, anh sao còn nữa? Anh sao luôn là anh sao chậm lên, anh sao chậm lên tiếp. Vừa rồi, vừa rồi, nữa xéo quá. Rồi, nước đâu giờ này. Xe đâu dữ vậy? Xe đâu dữ vậy? Vòng qua bên rất đẹp nha. Đấy. Như là chứ còn lái à. Chứ còn lái à. Dẫn xe quên, nhìn máy nha. Nè chú ghẻ ơi, mọi người ơi. Rồi luôn rồi, bích luôn rồi. Máy chạy luôn. Rồi đây là chú ý máy nè, chú ý phụ chú ý chính hai, 1, 2, 3 nè, chú ý máy, 1, 2, 3. Rồi, đi. Rồi, chạy xe. Nửa đó hết chưa? Được không, được không? Ủa, cái bánh xẹp rồi, cái bánh xẹp rồi. Bánh xẹp. Chờ lên ngon chạy. Đâu, bánh xẹp. Chạy nha. Rồi, nói rồi luôn. Đi, không lái là quẹt nha. Nước mơ nha. Em chứ này quê. Ủi vô đâu? Vô. Ủi vô cặp cá. Đây là thằng gái này. Đúng rồi.
ta. Lấy hết thịt con luôn nha. Dạ. 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 Rồi. 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 Đi dạ, người lớn là mình vô trước được á. Tắm mày gì thắm. Rồi nguyên cái đội này chú ghế chính lùi lại. Cha con nước dầu chơi con. Dạ. Ông đi dầu. Ai? Con đi. Dạ dạ em đó. Thấy cho nhân lệ mấy vũ rồi đó. Rồi đó. Cố lên anh ơi. Thời tối ha. Rồi mấy bạn nữ ơi, nhìn cái máy giùm anh cái này bạn nữ. Thấy nè, một cái da đầu ra. Rồi cho anh. Rồi rồi rồi. Anh gọi cho anh chú ghẻ ra đây được chưa? Rồi rồi chú ghẻ xích nè. Em đã. Mấy đứa đi con. Dạ đi con. Rồi em xác trong đây. Rồi em nói đẳng chút xíu giùm anh đây. Đối mặt với nhau giùm anh nha. Rồi cả hai chụp đi, cả hai lấy hết luôn cả ơi. Con chú đâu? Rồi rồi mấy con chú đây giùm em. Rồi cho rồi mấy anh nhìn lên cái máy chính giùm anh nha. Nè mọi người chú máy giùm nè mọi người. Đây mọi người chú ý nói nè, 1, 2, 3. Rồi mấy em gái thì thả tim cho anh nè, thả tim nè anh gái. Thả tim, thả tim. Anh Nam có thả tim không? Thả là gớt hết luôn á. Rồi nhìn qua mấy em Nam thả là lão đợ à. Rồi mấy bạn nữ nhìn qua mấy bạn nam mặt tươi lên, 1, 2, 3. Rồi chú ghẻ đây nè, mọi người nhìn ra nè, chú ghẻ tới luôn nè, tới luôn, chú ghẻ luôn, tới luôn, tới luôn. Rồi ở sao chăm âm tới mạnh luôn, chăm âm luôn, chăm âm luôn. Được rồi, chăm âm luôn. Rồi, 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 nặng lắm rồi mình ơi. Hôm nay nặng lắm à. À, mình đi đám rồi nha ơi. Đi đám buổi sáng nha. Yeah.
cô dâu Ngọc Anh. Và giờ làm lễ giao bôi và hạnh phúc đưa hương đã đến. Đi thống xin thay mặt ban tổ chức gia đình thân mời toàn thể quý vị khách quý đến dự lễ tân hôn gần đây. Chúng ta bước thẳng vào cổng hoa hạnh phúc và ngày lễ tiệc chung vui cùng gia đình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi hương ương trong nghi thức lễ giao bôi ngày hôm nay. Kính thưa xuống vườn gà thái độ tầm xuân, đôi mình khác họ người dân, một lần gặp gỡ nhưng từng đã quen, bốn mùa trái đất đang quay, ngày hồn chi nữa hãy chọn đi em một ngày. Và đôi duyên ơn đã chọn cho mình ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, ngày ông tơ bà nguyệt sẽ mối tư duyên cho đôi trẻ, ngày gia đình ông Lạc Quốc Hưng và Từ Thị Triều lâu chồng có tham gia gia đình bà nguyệt Diệp Thúy cùng ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Long trọng tổ chức lễ tân hôn cho con của mình, chú rể Lê Thanh Tuyền, sinh viên cùng cô dâu Nguyễn Ngọc Anh. Còn gì đẹp trên đời hơn thế không quý vị? Tên lễ tài phản phúc. Quý vị ơi, từ cổng hoa tâm điều em bước, đến hôn trường ra mắt bà con. Hôm nay nhà góp trăng son, là ngày em nguyện thủy chung cùng chồng. Mẹ à, xin chân thành giới thiệu đến toàn thể quý vị quý hiện diện trên trung tâm lễ đài phúc giờ phút này là gia đình chú rể Thanh Tuyền, cô dâu Ngọc Anh. Đứng về phía chú rể Thanh Tuyền, ông Lạc Quốc Hưng, bà Từ Thị Triều là thân sinh thân mẫu chú rể Thanh Tuyền. Đứng về phía cô dâu Ngọc Anh, ông Lý Quang Tiến, bà Nguyễn Diệp Thúy là song thân cô dâu Ngọc Anh. Để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị quý và bạn bè trong một gần xa đến chúc mừng hôm nay ngày nay, xin mời đại gia đình có một cái lễ cúi đầu để cảm ơn toàn thể quý vị quý. Mời đại gia đình cúi đầu, một tràng pháo tay đồng tiền dành tặng cho đại gia đình quý vị. Dân kính thưa quý vị, mẹ đưa con khôn lớn thì bằng dòng sữa ngọt, cha là người bầu ngọt yêu thương. Hôm nay hai con kính chân cha mẹ hai chung rượu hồng và hạnh phúc cho con ngày nay. Trước tiên xin mời hai con kính chân cha mẹ của chú rể trước. Rượu hồng con trẻ kính dân, trước là chúc phúc sau đáp ơn sinh thành. Xin mời ông bà nhẹ tay nâng chung rượu mừng hạnh phúc cho năm hai con gần đây. Và tiếp theo xin mời hai con sẽ kính chân cha mẹ của cô dâu hai chung rượu báo hiếu ngày hôm nay. Nước biển mênh mông không đông đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không che kín được công cha. Hôm nay hợp sinh thành hai chung rượu hồng cùng mừng hạnh phúc cho hai con. Xin hợp chúc may tình chung một khắc mà dễ dày trăm năm, hai bên cha mẹ xuân về, anh đi làm rể em về làm dâu. Chiếc bánh phu thê chi ngọt sẽ bùi cho nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt anh dành cho em. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Một tràng pháo tay đồng nhiệt dành tặng cho đôi hương quý vị. Cởi chiếc bánh tình yêu. Quý vị ơi, trăng tròn đẹp nhất đêm rằm, tình đôi bạn trẻ thì tháng tháng năm năm vẫn tròn, và tròn hơn khi cô dâu Ngọc Anh sẽ đúc cho chú rể Thanh Tuyền tại người diện ngọt của chiếc bánh phu thê ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chia tay. Xin mời chú rể Thanh Tuyền sử dụng sức mạnh tình yêu của mình để bật nắp chai rượu sang banh. Xin mời tay phải chú rể ôm eo cô dâu, mời cô dâu chung hai tay với chú rể rót những giọt mật yêu thương của mình vào tháp ly tình yêu hạnh phúc. Rượu hồng anh rót em nâng, cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai. Chú rể là người rót chai rượu hồng, cô dâu nâng vàng chai rượu, đôi biên ương sẽ cùng nhau rót những giọt mật yêu thương của mình vào tháp ly tình yêu hạnh phúc. Dân kính thưa quý vị, rượu hồng trên tháp pha lê là ngày anh rước được nàng về dinh. Cho quý vị đang trên ngưỡng bình đề của Tân Lan và Tây Nhân, rất nhiều giọt mặt yêu thương của mình vào tháp ly tình yêu hạnh phúc. Chế độ hợp đạo thứ nhất của đại được đôi ngưu rất là lỗ đại tình ái. Xin mời đôi ngưu cùi tiếp chai rượu sâm banh thứ hai.
hương rượu hồng như tấm lòng ăn trong đó, mà chọn một đời hương sắc mày vị chua. Giờ đây tóc đi tình yêu hạnh phúc của Domino đã được đông đầy bằng những giọt mật yêu thương của mình. Đến lúc đôi ta phải cạn chén giao thề, thủ duyên thiên lý, anh về bên em. Xin mời đôi Domino dìu nhau tiến về giữa trung tâm lễ đài hạnh phúc để thực hiện nghi thức cạn chén giao thề ngày hôm nay. Em đây dâng chén rượu hồng, anh chưa nhấp cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén men cay, anh đây uống cạn để say suốt đời. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị cùng đang câu ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi Domino quý vị. 1, 2, 3, cạn chén giao thề, một tràng vỗ tay nồng nhiệt quý vị. Nhân cái đơn vị đúng là đẹp đôi non phượng chúc may, chúc cho cô bác họ hàng gần xa, trăm năm má thắm môi kề, chúc cho đôi trẻ không hề phôi phai. Và quý vị nhờ xin mời đẹp của đôi hương cạn chén giao thề chúc lời cho bông.